tiền bạc có thể mua được sự thoải mái vật chất nhưng không thể mua được tình thương và sự ủng hộ của bạn bè sự thật về tình bạn thường được thể hiện khi bạn gặp khó khăn không phải khi bạn đang thăng hoa người bạn thực sự sẽ ở bên cạnh bạn không chỉ khi bạn thành công mà còn khi bạn gặp khó khăn cuộc sống dạy cho bạn rằng tiền bạc có thể mất nhưng tình bạn thực sự là điều có giá trị vĩnh cửu sự đối xử của bạn bè với bạn khi bạn hết tiền thường nói lên đức tính thật sự của họ khi bạn giàu bạn có thể giúp đỡ bạn bè khi bạn nghèo bạn có thể biết được ai giúp đỡ bạn thực sự tình bạn không nên dựa trên tiền bạc mà nên dựa trên tình cảm và lòng tin sự giàu có và sự nghèo khó là những thử thách trong cuộc đời nhưng tình bạn thực sự có thể đánh bại mọi khó khăn người bạn thực sự sẽ không bao giờ bỏ bạn vì lý do tài chính sự hỗ trợ của bạn bè không nên bị giới hạn bởi số tiền bạn có trong túi khi bạn có tiền bạn có thể mua cho bạn bè nhiều thứ nhưng không thể mua được trái tim của họ tình bạn đích thực không bao giờ dựa vào tài sản mà dựa vào trái tim và tình cảm chân thành sự giàu có và sự nghèo khó có thể thay đổi nhưng tình bạn đích thực là vĩnh cửu